Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Nếu như bạn chưa tham gia hai nhóm Telegram và nhóm Zalo của kênh thì các bạn hãy bấm tham gia để nhận cái dự án kiếm tiền sớm nhất, mới nhất. Mình sẽ cập nhật liên tục các cái kèo Adobe uy tín chất lượng ở trên hai cái nhóm này. Các bạn thân mến, thì ở cái video này thì mình tiếp tục cập nhật một số những cái thông tin từ hai cái dự án. Thông tin thứ nhất là mình cập nhật cho các bạn về cái dự án Omega Network đào đồng OM. Và cái thông tin thứ hai là mình cập nhật cho các bạn về cái dự án Core hay là còn gọi là cái Santoshi. Thì cái dự án này thì mình sẽ là cập nhật trước cho các bạn. Thì hiện tại thì cái dự án là đào cái đồng Core này thì nó đã là ngừng cho chúng ta khai thác từ ngày 14 rồi. Thì cho đến ngày hôm nay thì là vẫn hiện tại vẫn chưa có cái thông tin gì mới. Duy nhất thì có một cái thông tin đó là ở trên cái trang Twitter của Bitcoin Update thì họ có cập nhật về cái đề cập về cái việc mà cái app Satoshi Blue nó sẽ là cập nhật cái phiên bản mà Satoshi Blue nhé. Thì cái này là cái thông điệp thì này mình sẽ là dịch cái này sang tiếng Việt để chúng ta sẽ là cùng nhau tìm hiểu và chia sẻ cho các bạn về cái thông tin này. Thông tin cụ thể là như sau nhé. Thông báo khai thác Core. Hệ thống sẽ có một bản cập nhật lớn vào ngày 19 tháng 12, tức là ngày hôm nay mà theo giờ UTC. App sẽ không khả dụng trong ngày và toàn bộ bản cập nhật dự kiến sẽ hoàn thành sau một ngày. Phiên bản app mới sẽ được tung ra sau khi cập nhật. Đó, như vậy thì là trong ngày hôm nay thì sẽ là Satoshi sẽ là cập nhật cái phiên bản app mới nhất và khi đó thì chúng ta sẽ truy cập được vào trong đó và sẽ là có rất là nhiều những cái thông tin mới mà chúng ta mong đợi từ cái phiên bản app mới app Satoshi Blue nhé. Thì bây giờ thì mình sẽ là thử vào cái kho ứng dụng Google Play xem là nó đã có gì mới chưa nhé. Đây, bây giờ mình sẽ là vào Satoshi và mình cũng vào liên tục ấy để là mình cập nhật những cái thông tin mới từ cái dự án này. Rồi, thì hiện tại thì cũng vẫn là chưa có cái phiên bản mới nhất nhé. Khi nào mà các bạn vào đây mà nó có cái phiên bản mới nhất mà nó gọi là có chữ update ấy, thì là chúng ta cập nhật nó lên hoặc là nó có thể nó sẽ là ra một cái phiên bản khác mà không phải là cập nhật mà nó sẽ là một cái phiên bản khác để cho chúng ta cập nhật. Thì cái này thì khi mà nếu như không phải là cập nhật ấy, mà là cái phiên bản khác thì mình sẽ là chia sẻ cập nhật và gửi link cho các bạn tải hẳn hoi. Và các bạn lưu ý là các bạn đừng tải những nhiều cái phiên bản khác ở trên cái app này. Bây giờ các bạn chỉ cần chữ gõ cái chữ Santoshi hay là các bạn ghi gõ cái chữ Core thôi. Đó. Thì các bạn sẽ thấy nó ra rất là nhiều những cái app tương tự như vậy mà có thể nó sẽ là các bạn đăng nhập vào đó thì các bạn sẽ là người bị mất cái thông tin cũng như là cái tài khoản của các bạn. Santoshi này, Santoshi BTCS nhé. Nó rất là nhiều những cái app mà tương tự như vậy thì cái này thì các bạn lưu ý cho mình là các bạn đừng tải những cái phiên bản app không không đúng cái của dự án đưa ra, không phải cái link update hay là link tải từ dự án đưa ra trên trang Twitter, Telegram hoặc là trên chính cái app của cái dự án người ta đưa ra thì các bạn đừng tải bởi vì những cái app đó là có thể là dẫn đến các bạn sẽ bị hack tài khoản bởi vì là khi các bạn đăng nhập vào các bạn cung cấp mật khẩu email của cái thông tin của bạn ở trên app Core ra như vậy thì các bạn sẽ bị hack mất hết toàn bộ những cái tài khoản những cái công sức của mình đào được đó thì là cái này là mình chia sẻ cho các bạn và cũng là lưu ý cho các bạn để các bạn cần phải phải nắm được khi người ta cập nhật cái phiên bản mới nhất thì là mình sẽ là cập nhật cho các bạn ngay và luôn ở trên cái trên kênh cũng như là trên cái nhóm Telegram và nhóm Zalo của kênh để các bạn cập nhật được còn hiện tại thì vẫn là chưa có phiên bản mới nhất nha các bạn. Thế còn là những cái bạn nào mà chưa thu hoạch cái này thì các bạn lưu ý các bạn thu hoạch hết về trên cái ví chính này cho mình, kể cả những cái đồng BTC mà đối với những cái bạn mà có tuyến dưới đấy thì bạn cũng cập nhật hết lên trên này cho mình. Và các bạn đừng để những cái còn những cái băm khai thác nào những cái phiên khai thác nào ở đây, bởi vì là những cái phần mà các bạn đã khai thác được thì các bạn phải thu hoạch, không là đến ngày 18 tháng 12 tức là ngày hôm qua thì là sẽ là kết thúc. Tức là hôm nay thì các bạn sẽ là không còn thu hoạch được nữa. Rồi, bây giờ thì mình sẽ là quay sang mình cập nhật cho các bạn về cái dự án đào của cái đồng Omega Network. Thì ở cái dự án này thì mình cũng đã chia sẻ cho các bạn là ngày hôm tối hôm qua thì cái dự án này thì nó bắt đầu là ra mắt vào từ ngày mùng 1 tháng 3 năm 2022. Và đến ngày mùng 1 tháng 10 năm 2022 thì nó bắt đầu là chính thức cho chúng ta đào. Đó. Thì cái này thì cũng là một cái dự án khá là mới. Tuy nhiên thì ở trong cái phần app này thì nó có một số những cái thông tin
nó khá là giống với cái dự án P, và cũng có thể là bên cái dự án này người ta mua lại cái phần mềm, cũng như là nhờ để thuê mua lại cái những cái thuê cái bên mà thiết kế cái app P. Đó, thuê cái bên cái app P thiết kế cái app này thì nó có những cái phần mà giao diện cũng như là các cái thông tin ở bên trong này nó giống, và rất nhiều những bạn nào comment ở trong cái phần mà ba gạch này, các bạn là vào cái phần ví này, các bạn thấy nó vẫn còn một cái chữ P ở đây. Thì ở cái này thì hôm qua thì mình cũng đã chia sẻ nhưng mà mình chưa nhìn kỹ ở đúng là cái phần này, thì là đây là con số gần đúng của số pi có sẵn để chuyển vào ví Mynet của bạn sau khi hoàn thành tất cả các bước danh sách kiểm tra Mynet, bao gồm cả việc vượt qua xác minh danh tính KYC. Đó, thì cái thông tin này thì nó có cái chữ pi ở đây, thì các bạn rất là để ý là rất là kỹ, là mình cũng phát hiện được ra thì đây là cái thông tin mà có thể là cái ví này là do bên dự án người ta thuê cái bên thứ ba người ta thiết kế cái app này, nó khả năng cái bên đó thì cũng thiết kế cho Pi, cho nên là nó sẽ là có một cái phần mà sao chép ở đây nó vẫn còn bị sai sót. Thì cái này thì cũng không biết rằng là nó sẽ là sau này thì nó có thay đổi không, nhưng mà tuy nhiên thì là cái dự án này thì nó cũng cho chúng ta khai thác là miễn phí nên chúng cũng không vấn đề gì. Thì cái việc app thì có thể là nó sẽ là bị lỗi một chút. Tuy nhiên thì cái app này vào đăng ký hay là đào thì nó cũng khá là mượt đấy. Cho nên là mình thấy là nó có cái app này giao diện thứ độ cũng ok và cũng rất là dễ sử dụng. Đó. Đặc biệt là mình thấy cái phần này thì nó khá là giống với cái app Pi. Nếu như bạn nào mà đào được Pi ấy, thì các bạn sẽ thấy cái phần này nó cực kỳ là giống rồi. Hay ở cái là cái dự án này thì nó là sẽ là chạy bằng cái mạng phân tán, cho nên là nó không dựa trên bất cứ một cái mạng nào khác, nên là cái dự án này nó khá là tiềm năng cũng như là về an toàn. Về cái app này thì sau này thì chúng ta là sẽ là KIC nó cũng tương tự như là Pi đối với những cái bạn mà có cái lượt tuyến dưới nhé. Ví dụ như mình ở đây là cái phần cái số số mà cái đồng OM của mình đã khai thác được rất là nhiều ấy. Nhưng mà tuy nhiên nếu như các bạn mà tuyến dưới của mình ở đây là 755 người, là 5 năm bạn mà sau này các bạn không vượt được qua KIC ấy, thì nó sẽ là lọc những cái số mà cái đồng mà các bạn là mình được hưởng từ tuyến dưới của bạn là các bạn không qua IC thì mình cũng như là cũng không được hưởng, cũng là bị mất. Đó, cũng bị coi như là đốt bỏ. Thì cái đó thì nó ở trong cái phần ví này thì cũng là đã nhắc đến rồi. Đó. Số Omega thường từ việc khai thác từ nhóm của bạn sẽ được chuyển sang Mynet khi mà các bạn thành viên đã xác minh danh tính KIC. Đó. Như vậy thì là những bạn nào mà theo mình cái làm cái kèo này thì các bạn hãy theo mình đến cùng, để sau này chúng ta sẽ là cùng nhau KIC, cùng nhau được hưởng cái phần này, và kể cả tuyến dưới của các bạn cũng vậy, tuyến dưới của bạn không KIC thì bạn cũng không được hưởng. Đó là một cái vòng tuần hoàn khép kín, và cũng như là cái việc mà cái dự án này nó làm như thế là mình thấy là nó cứ rất là đúng. Cái việc mà hưởng từ cái tuyến dưới mà các bạn không vượt qua KIC thì tuyến trên họ cũng không được. Đó. Cái này rất là hay. Rồi, thì ở cái video này thì mình chia sẻ cũng như là cập nhật cho các bạn thêm một số những cái thông tin từ cái dự án Core cũng như là cái dự án Omega Network này. Đến đây là mình kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Khi nào có những cái thông tin mới nhất về cái dự án này hoặc là dự án Core thì mình sẽ cập nhật với các bạn ở cái video lần sau nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình.